Chào các bạn, hôm nay thì mình chia sẻ với bộ họ cũ của mình ha. Thì trước kia thì mình cũng đã làm một clip vừa họ cũ về rồi, cũ về chi rồi. Mà sau một thời gian thì nhà sản xuất cũng như là mình có thay đổi một xíu. Thì hôm nay mình làm lại clip này. Đầu tiên thì bộ chi ha, bộ chi của Đức Stickler. Thì loại này thì nó trước kia thì từ 2 bơ đến 6 bơ thì nó đều là chỉ bóng dầu, nó đều bị bóng dầu hết. Nhưng bên đây nó phân ra 2 loại, đó là một loại bóng dầu và một loại không bóng dầu. Thì nó 2 loại này nó đều có những khuyết điểm, những nhược điểm như ưu điểm. Thì hôm nay mình sẽ nói rõ hơn để các bạn có thể chọn lựa sử dụng hợp lý ha. Đầu tiên thì loại bóng dầu này. Loại bóng dầu này thì nó bị bóng dầu thì ai cũng biết rồi, nhưng mà nó cũng có một số ưu điểm như là nó rất dễ đánh mịn, và nó dùng để tạo da đồ thì rất là hợp lý. Tại vì nó khi mình đánh lên thì mình đều chà ra, dù chỉ 8 bơ cũng vậy, thì mình đánh rất đều, rất dễ đều. Và kiểu như mình không có sợ bị thô đi, chỉ cần đánh lên và mình dùng dùng bông mình xoa lại thì nó đâu mịn hết. Chú ý 8 bơ cũng vậy, mình chà ra thì nó sẽ rất là mịn. Nhưng mà đối với cái chi này, cái chi loại tích lơ nhưng loại than này thì nó lại lại không bị bóng dầu, nhưng nó lại rất khó đánh mịn. Đó là mình chà ra thì nó vẫn đỡ lại cái nét nét của cái chì đấy, nhưng mà nó lại lên rất là đậm. Dù chì đây là cái 4 bơ nhưng nó lên rất là đậm luôn. Nếu mình để hết sức thì nó dường như là nó ngang với cái 8 bơ hoặc 6 bơ của cái này luôn. Đấy, cái này thì mình đề mạnh tay hơn rất là nhiều, nhưng mà nó cũng chỉ xét độ, nó cũng chỉ ngang cái 4 bơ này thôi đó. Nhưng loại chì này thì nó dùng để ta tóc hoặc là ta trong mày lông mi hay là mỗi cái cân độ nét ấy, thì dùng loại này rất là tốt ha. Nhưng loại này thì chỉ dùng tại da thì hợp lý, tại vì nó không bị bong, quả nó bị bong dâu nhưng mà chà ra thì nó rất dễ mịn. Đấy, dù 8 bơ nhưng mình đánh lên thì mình chà ra nó vẫn mịn và nó lại bị nhẹ mất cái nét đi. Nhưng cái loại này thì mình chà ra, nó đánh không đều thì mình chà ra nó sẽ đỡ lại nét chứ nó không mịn hết. Đó. Đó là cũng như là 2 loại này nó khác nhau như vậy. Đối với loại này trước kia thì đây trước kia loại chi của nó đây, mình có một cây 8 bơ, nó màu xanh nhưng nó lại cũng nó giống như cái loại này, giống như cái cây này, tức là nó là chỉ than. Giống nhau, nhưng mà nay thì nó lại đổi qua tất cả màu xanh thì nó đều chuyển qua loại bóng dầu này thôi. Dù 2 bơ, 3 bơ, 4 bơ tới sau 8 bơ thì đều bị bóng dầu. Đây 8 bơ, 2 loại này thì cùng một độ bơ nhưng mà đánh thì nó khác nhau hết. Loại này sẽ mịn hơn loại này. Đó. Thì chà ra nó rất là mịn. Trong khi đó thì loại này chà ra nó vẫn đỡ lại nét, nó không đụng mịn hết. Nên loại chì xanh này dùng đỡ tạ da hả? 8 bơ vẫn tạ da được. Còn các loại này thì có thể dùng tá những phần cần chi tiết á, thì sẽ dùng loại này, dùng loại chì đen này. Đó là bộ tích lơ. Rồi một số họ cụ như là cái gì chì thì ai cũng biết đó ha. Nếu các bạn không có cái gì chì, có thể chớ ra từ sử dụng dây án nhạc là bông gòn cũng được ha. Cái dây chì này thì mình dùng để
làm mờ các nét mình cần làm mờ. Thí dụ như mắt, phần mắt mình đánh bằng chì loại chì than này đó, nó có độ đậm á, nhưng mà nó lại không đều á. Ví dụ đây nó có một vài phần nó không được đều và không được mịn, thì mình dùng cái chì di chì này để mình di lại, nó sẽ mịn đều lên đó. Tác dụng cái di chì là vậy. Hoặc là nét, các nét mình đi, ví dụ như nét đánh viền mũi rồi đó, thì nó đỡ với nét chì như vậy thì nét chì nó rất là thô hả, thì mình phải di mình lại. Nhưng dùng bông thì cái cục bông nó rất là to, mình sẽ dùng cái dây chì này để di lại cho nó mịn. Mình sẽ có thể di lần ra cho nó nhuyễn lần ra cũng được. Đó. Thì tác dụng cái dây chì là như vậy. Rồi cái tiếp theo là cái tay, tay bấm này. Cái tay bấm này thì nó tay thì không được trắng, nhưng nó lại tay rất nét. Ví dụ như quả mà nó tải được các phần cứng, thí dụ như chì tám bơ này mình vẫn tải được, nó đánh đậm lên thì mình vẫn tải đi được, nó tải sắc nhưng mà nó không tải được sáng. Đó là tải tải dùng để tải sáng lên, thì mình sẽ cắt ngang ra, cái ngang như vậy đó, cái ngang như vậy đó mà mình tải nè, cho nó cái cạnh này nó góc lên để mình tải. Tay đắp hoặc tay các bóng mũi đồ cũng dùng cái này. Rồi cái nồi bút ha, để dùng nồi bút chì đó. Đây nồi cái bút chì mà ngắn ngắn nhà nồi ra hả. Cọ cọ này thì loại cọ trang điểm. Cái này thì trước thì có bạn mua tặng mình, giờ mình cũng không biết mua ở đâu nữa. Cọ trang điểm, cọ trang điểm ha. Mình mua thêm một số loại cọ mà có đầu nó cứng hơn, ví dụ như cây cọ này. Rồi mà đánh những phần mà cần ô nét á, tại vì cọ này thì đánh nó nhẹ cho nó không không có nét cái đầu đầu này, thì mình cọ này nó cái đầu này nó cứng hơn, rồi mình dùng để đánh góc phần nét, ví dụ như phần mũi, phần ra phần mũi này với phần mặt, thì mình đánh nó khỏi bị nhem vào cái phần mình không đánh ha. Rồi bút trắng, bút ít trắng thì cái bút này đỡ chấm các điểm sáng ở mắt hoặc là chân răng đấy, chấm nó cũng rất tốt hả. Ta nó chấm rất sáng nhưng nét nó lại hơi nhỏ thôi, nó cũng giống như cái bút tày thời kia đó, thời xưa đó. Rồi một số cái cọ các bạn có thể mua thêm nhiều cái cọ khác nhau để mà sử dụng nên nó đa dụng hơn hả. À, phải là có thể sử dụng thêm cục tay này. Rồi hết rồi. À đây đây là cái cây di chì, nhưng mà mình cắm cái đầu tem vô ha. Đó thì nó có một đầu tem như thế này, cắm vào để mình nó linh động hơn cái phần to và nhỏ. Tại mình dùng nhiều cây đó mà mình sử dụng có một cây mình đỡ mình cắn cái đầu bông to và một cây cắn đầu bông nhỏ, thì cây dây chi thì mình đa số thì sử dụng một đầu thôi, còn một đầu bỏ không thì mình có thể chớ ra đây để dùng hả. Đây tay hồi đó là toàn bộ họ cũ ha, họ cũ về chi thì nó có nhiều đó thôi. Thật ra thì thấy nó nhiều và giờ sử dụng thì cũng không có nhiều đâu. Cần nhất là có một cây dây chì, một cây cọ, cây tay bấm và một cục tay
này, và cái chì tẩm bơ như là chì bông dâu, chì mình tại gia dở hơn ha. Đó, thì chỉ công bình nhiêu đại thì có thể vẽ được rồi. Rồi, đó là toàn bộ hồ cục của mình đến thời điểm này. Sau thì có những cập nhật gì mới thì mình sẽ chia sẻ thêm ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem ha.